Tôi tin rằng có rất nhiều người sống vì ánh mắt của người khác, và đó là chấp niệm tôi luôn mang trên mình. Bởi vì tôi muốn thay đổi ánh mắt của họ dành cho mình. Tôi không muốn nhận lấy sự khinh bỉ. Đối với tôi, thế giới của họ thật sự lộng lẫy. Nó khiến tôi lóa mắt và khao khát được đặt chân vào. Chính vì vậy, tôi, Hoàng Linh, luôn đốc thúc bản thân mình cố gắng bám trụ với công việc, tận dụng mọi khoảnh khắc, mọi khoảng thời gian trong cuộc sống để quay cuồng với công việc, vì tôi luôn cho rằng một cuộc sống ổn định chính là mục tiêu lớn nhất của đời người. Một ngày của tôi bắt đầu từ lúc 4 giờ sáng và kết thúc vào lúc 1 giờ đêm. Cứ như thế, tôi đã có một số tiền kha khá. Tuy có mệt mỏi, nhưng tôi luôn cho rằng áp lực tạo nên kim cương. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ tỏa sáng khiến tất cả những người khinh bỉ tôi phải lóa mắt như cách mà tôi đã từng. Tôi đã tự sát bản thân mình như thế, và tôi đã bóp chết tâm hồn mình. Ngay cả máy móc cũng cần có một nguồn năng lượng nhất định để duy trì hoạt động. Tôi đã quên mất việc nạp điện cho chính mình. Một đôi giày quá rộng sẽ khiến chúng ta dễ vụt mất. Còn nếu chúng quá chật, chúng ta sẽ không cảm thấy sự thoải mái. Chỉ có đôi giày vừa vặn mới khiến cho mỗi bước đi là một hành trình. Mỗi đôi chân khác nhau sẽ phù hợp với những size giày khác nhau. Và mỗi con người khác nhau sẽ phù hợp với những con đường khác nhau. Đừng biến bản thân mình trở thành zombie. Loài zombie chỉ có thể xác nhưng không có tâm hồn. Đừng giết hại mình ở tuổi 25, bạn nhé.